Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em có một cái âm ly JVC này, em thanh lý với giá 1,4 triệu. Mà tại sao nó lại rẻ như vậy? Để các bác có thể thấy vận chuyển về này, cái nắp nó be bét này, rất xấu. Cái nắp máy rất xấu các bác nhá. Còn lại thì linh kiện bên trong thì rất đẹp và mới, chỉ có cái nắp máy xấu này. Về mặt trên này thì cũng chảy nóc này. Đấy, JVC hàng này hàng xuất Mỹ. Nó sử dụng điện 120V và có cả FM full đài tần số Việt Nam. Đấy, 92.7 này. Đủ đài này. Đấy. Vẫn có giải mã này. Đấy. Chỉnh bát check đầy đủ và có cả chân lăng tăng bát bót này. Thanh lý 1,4 triệu này, tí nữa sẽ test. Trên đây là một cơm ly của hãng Đờ Lông, một dòng cái model này thì F07 này trên thị trường thì rất nhiều. Nhiều như đó là hàng nội địa của Nhật, nhưng đây là hàng xuất châu Âu các nhá. Hàng xuất nó sử dụng điện 115V và 230V. Dòng mặt nhôm rất sang trọng luôn. Cái dòng điện đa cầu điện này thì trên thị trường Việt Nam mình cực kỳ ít các bác nhá, rất ít. Còn hàng điện 100V rất là nhiều, nhưng mà điện đa cầu điện như cái âm ly Đờ Nông này thì rất là ít. Một trong những cái dòng VIP của hãng Đờ Nông, mặt nhôm rất đẹp sang trọng luôn các bác nhá. Và em sẽ giới thiệu âm ly Đờ Nông mình trước. Dòng này nó sẽ đánh 4 con sò than phía dưới này. Đây các bác thấy 4 sò than. Ở phía sau thì có các cổng Analog kết nối thiết bị gồm có Phono, CD, Tuner, Tape, rồi MD, AUX. Đây, các cổng mà kết nối thiết bị bên ngoài. Đề lông AC 115-230V, công suất là 120W. Dòng này thì đánh loa trở kháng từ 6-16 ohm. Đây, giáp bắp chuối này. Số CD 1162 này. Ở đây em nhìn kỹ thì không thấy nó ghi nắp giáp ở đâu cả, nhưng mà Đờ Lông một những cái thương hiệu nổi tiếng rồi. Đó. Colombia không thấy ghi cái nơi lắp ráp của cái âm ly này. Đây, Đờ Lông. Máy móc thì cam kết cho các bác là bán nguyên zin. Ở đây chỗ này là có cái trụ xoay nật cái gầm này lên thì có một cái rắc để chỉnh cái điện vào, thì hiện tại em đã xoay sang điện 220V để các bác về cắm điện lưới nhà mình luôn, không phải qua đổi nguồn nữa. Đờ Lông thì với kích thước chiều ngang 27, chiều cao 11, chiều sâu 30, giá là 2.300.000 đồng. Âm ly thì hoạt động hoàn hảo, chẳng có cái gì, chả kịp qua đây chuyển kênh, các cổng bác cắm cổng này bật đèn sang cổng đội cổng CD, chỉnh bát check đó. Đặt ở giữa và phím ba năng cân chỉnh loa, phím bật tắt nguồn rất là đơn giản, không có gì cả. Đờ Lông, một trong những thương hiệu cao cấp của Nhật và nó xuất sang các thị trường khác. Dòng mặt nhôm màu vàng chanh các bác nhé, dòng mặt nhôm màu vàng chanh, hình thức còn là đẹp. Đấy. Giá 2,3 triệu cho một cái âm ly Đờ Lông VIP của hãng F07. Dòng đa cầu điện này thì rất ít trên thị trường các bạn, rất ít các bạn nhé. Đã. Điện 100V thì nhiều, nhưng mà hàng xuất thì thực sự rất là ít. Tiếp đến em giới thiệu cái âm ly JVC hàng Nhật xuất Mỹ này. Âm ly JVC có kích thước chiều ngang 43, chiều cao 15 và chiều sâu 40. Đây là các cái đài FM AM và nét căng các bạn nhé. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann bên phía Bayern cho rằng nói chung thì đây là một âm ly hình thức thì xấu cạnh này các bạn. Đây. Đấy. Ở dưới này cũng có một tí nữa. Đây. Nói chung là một âm ly xấu. Xấu thì cũng tùy, cũng thì nó màu đen, tham gia là cái này thì đấy, các bác có thể em đã nói rõ về hình thức của âm ly rồi. Còn nội thất đây các bạn, nội thất thì nhìn rất đẹp, long lanh, mới. Đấy các bạn, đấy. Cái phần méo thì là phần chỗ này thì nó không ảnh hưởng gì đến mạch cả. Chỗ này nó không ảnh hưởng gì một chút gì luôn. Đấy. Còn vỉ mạch còn rất mới và đẹp các bạn nhé. Đấy. Dòng này nó sẽ đánh 10 con sò Saken. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, một bên 2 con. Tổng 10 con sò. Đấy.
Về phía sau của âm ly thì ở đây sẽ có chỗ rắc cài FM-IAM, một cổng giải mã quang, các cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài, vẫn hỗ trợ thêm cả súp điện. Rắc loa ở đây thì hệ thống trở kháng của nó thì sẽ đánh từ 8 đến 16 ohm nha, từ 8 đến 16 ohm. Ở đây nó sẽ ghi điện 120V, công suất 180W JVC. Hàng xuất thì em nghĩ tên là JVC, còn hạng nội địa ở Nhật thì là Victor, thì ra là Victor với JVC giờ là một rồi. Cầu loa 1 và cầu loa 2 đây. Đấy. Nội thất thì đẹp, mới, long lanh luôn. Có mỗi cái nắp máy thì đây các bạn. Nắp máy thì nó hơi cong vênh các kiểu một chút. Rất thậm tệ con này thì chắc nó bị cái gì nó rơi vào đè nén các kiểu, hàng bãi các bạn, hàng bãi thì con đẹp con xấu. Đấy, nhìn cái nắp thì nó không được đẹp cho lắm. Về còn thước âm ly thì nó cũng bị chảy một những cái vết trên cạnh này. Đấy. Giá thanh lý là 1.400.000 đồng. Âm ly thì có cái phần chọn cầu loa này, bật tắt các cái chức năng xem phim này, để lại chức năng tắt hết các xem phim, để lại chế độ hai kênh nghe nhạc hay nhất này. Bass boost là chức năng tăng sub bass nữa nhé. Đấy. Ở đây là phần chọn tín hiệu đầu vào FM-IAM. Đây. Cái này bấm rút dễ dàng. Thì ở đây chỉnh bass check thì bật các bác bấm phím AD rớt này. Đây. Bass check cộng trừ 10 thì tăng giảm ở đây. Đấy. Ấn tiếp thì nó ra bass đây, rồi check cộng trừ 10. Đấy. Đấy, volume tổng ở đây. Cặp loa bass 2 năm rồi nha. Đấy. Dòng xuất Mỹ điện 120V, dòng gọi là âm ly đài receiver. Đấy. Vẫn có cả đài FM đầy đủ khối, có cả giải mã các kiểu. Thôi giá 1.4 triệu. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số thoại 0961 2255. Cảm ơn các bác xem video, xin chào và hẹn gặp lại.